Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp đoạn sâu rất nhiệm màu, trong ngày muốn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 677 kinh giải tiết hãy dịch đời trần. Tam tạng pháp sư chân đế người nước Thiên Trúc. Phẩm một bất khả ngôn vô nhị. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại núi Kỳ Sà Phật thuộc thành Vấn Xá, cùng đông đủ chúng đại tỳ kheo gồm 99.000 vị, đều là hạng A-la-hán, đã sạch hết các lậu, đã làm xong việc, đã bỏ mọi gánh nặng, đạt được lợi lạc cho mình, không còn phiền não trong bụng. Tâm được tự tại giải thoát, khéo được Samatha và Tỳ Bà Bát Xá Na chỉ quán. Tên của những vị ấy là Tịnh Mạng A Nhã Kiều Trần Như, cho đến trụ vào định Alana Tam Muội, Đường Lão Tu Bồ Đề, là có đông đủ chúng đại tỳ kheo ni gồm 36.000 vị, Mahabhasa Ba Đề cho đến tỳ kheo ni Bạc Đà Ca Tỷ La làm người dẫn đầu, là có vô lượng vô số ưu bà tát ưu bà chi vua Tần Bà Sa La làm người dẫn đầu, là có vô lượng trong ngàn đại Bồ Tát các chúng Bồ Tát này, hoặc ở trong hiện kiếp, hoặc ở cõi này, hoặc từ phương khác đến. Các vị nhất sinh bộ xứ như Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm làm người dẫn đầu, tất cả đều thông đạt pháp tánh sâu xa, đều thuận dễ giáo hóa, hạnh lành bình đẳng tu đạo Bồ Tát. Tất cả chúng sinh là bạn lành chân thật, đắc Đà La Ni vô ngại, chuyển pháp luân không thoái, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Những chúng như vậy đều đến tụ hội. Khi ấy Bồ Tát Như Lý Chánh Văn hỏi Bồ Tát Năng Giải Thậm Thâm Nghĩa tiếp: Này Phật tử, tất cả pháp không có hai, tất cả pháp không có hai, nói như thế nghĩa là sao? Bồ Tát Năng Giải Thậm Thâm Nghĩa tiếp đáp: Thì nam, tất cả pháp ấy không vượt qua hai điều này, đó là sở tác phi sở tác. Sở tác là phi sở tác, phi phi sở tác. Phi sở tác là phi phi sở tác, cũng phi sở tác. Bồ Tát Như Lý Chánh Văn hỏi: Này Phật tử, như thế nào gọi sở tác là phi sở tác? Phi phi sở tác và phi phi sở tác là phi phi sở tác, cũng phi phi sở tác. Bồ Tát Năng Giải Thậm Thâm Nghĩa tiếp đáp: Này Thiện Nam, sở tác đó là câu nói của đại sư chỉ dạy chân chánh. Nếu câu nói của đại sư chỉ dạy chân chánh, tức là đã lập ngôn thuyết của thế gian. Từ phân biệt mà khởi lên ngôn thuyết của thế gian này, từ phân biệt khởi lên mà các loại phân biệt và sở ngôn thuyết nhất hướng không thành, cho nên gọi là phi sở tác. Này Thiện Nam, phi sở tác là nhiếp thuộc ngôn giáo. Nếu có pháp lìa sở tác và phi sở tác thì pháp ấy cũng như vậy. Cũng như vậy, nếu như vậy là đại sư thuyết giáo vô nghĩa chăng? Chẳng phải không có nghĩa? Nếu có nghĩa thì tướng của nghĩa như thế nào? Có nghĩa là cái thể không thể nói, chỉ là cái điều không thông tỏ rõ ràng bằng sự thấy biết vô phân biệt của tánh nhân. Vì muốn khiến cho người khác thấu đạt, như vậy không thể nói cái thể được. Thế nên đại sư nói ngôn giáo này gọi là pháp sở tác. Này Thiện Nam, phi sở tác đó là câu nói của đại sư chỉ dạy chân chánh. Nếu là câu nói của đại sư chỉ dạy chân chánh, tức là đã lập ngôn thuyết của thế gian, từ phân biệt mà khởi lên ngôn thuyết của thế gian, thì từ phân biệt mà khởi lên các loại phân biệt và sở ngôn thuyết thì nhất hướng không thành, nên gọi là phi sở tác. Này Thiện Nam, sở tác là nhiếp thuộc ngôn giáo. Nếu có pháp lìa phi sở tác và sở tác thì pháp ấy cũng như vậy. Cũng như vậy, nếu như vậy là đại sư thuyết giáo vô nghĩa chăng? Chẳng phải không có nghĩa? Nếu có nghĩa thì tướng của nghĩa như thế nào? Có nghĩa là không thể nói cá thể, đó chỉ là cái điều thông tỏ rõ ràng bằng thấy biết vô phân biệt của thánh nhân. Vì muốn khiến người khác thấu đạt, như vậy không thể nói cá thể. Thế nên đại sư nói ngôn giáo này, tức là pháp vi sở tác. Này Thiện Nam, chúng như thầy trò nhà ảo thuật ở giữa ngã tư đường, hoặc lấy là cỏ và cây đá tụ tập một chỗ để hiện ra tất cả việc huyễn như hình voi, hình ngựa, hình xe, hình người, hình mani, trân châu, san hô, ngọc thạch và kho tàng.
Nó có những đứa nhỏ phàm phu ngu si trí kém, không thể phân biệt đó là cỏ, lá, cây, đá, dối là ảo thuật. Kẻ ấy hoặc thấy hoặc nghe, suy nghĩ cho là các hình voi, tượng hình ngựa, hình xe, hình người và kho tàng là thật. Hoặc thấy hoặc nghe, tùy theo năng lực chính dính mắc vào sự tái nghe. Nói lời như vậy đó là chân thật, còn những cái khác không phải là chân thật. Người này cần suy nghĩ lại. Nó có những kẻ chẳng phải anh di phàm phu, hư si tà trí, hiểu biết đó là cỏ, lá, cây, đá, vốn là ảo thuật. Hoặc thấy hoặc nghe, suy nghĩ không cho đó là hình voi, hình ngựa, hình xe, hình người và kho tàng. Người này hoặc thấy hoặc nghe, tùy theo năng lực không dính mắc vào cái thấy nghe, mà nói như tôi suy nghĩ đây là chân thật, khác với đây chẳng phải là chân thật. Tùy theo lời nói của thế gian, điều rõ thật nghĩa, người này không cần phải suy nghĩ. Này thì nam, như anh nhi phần phu này, chưa được chân như thánh tuệ xuất thế, chưa hiểu các pháp, chứ không thể nói cái thể. Người này hoặc thấy hoặc nghe các pháp sở tác và phi sở tác, suy nghĩ. Như vậy, thật có các pháp sở tác và phi sở tác. Vì sao mình có thể thấy, có thể biết vậy? Người ấy hoặc thấy hoặc nghe, tùy theo năng lực, dính mắc vào cái thấy nghe, tùy theo cái thấy nghe, nói đó là chân thật, khác đấy chẳng phải chân thật. Người ấy cần phải suy nghĩ lại. Nếu có những kẻ chẳng phải anh di phàm phu, đã thấy chân thật và được chân như thánh tuệ xuất thế, đã hiểu các pháp, không thể nói, cái thể hoặc thấy hoặc nghe, suy nghĩ như vậy, như đã thấy biết các pháp sở tác và phi sở tác đều không thật có. Chỉ có tướng giả từ phân biệt mà khởi lên, giống như việc ảo thuật biến hóa, lừa dối tâm phàm phu, ở trong đó khởi lên các tên sở tác, phi sở tác và những tên khác. Người này như đã thấy nghe không sân dính mắt, không nói như vậy, đây là chân thật, khác đây thì chẳng phải chân thật. Tùy theo lời nói thế gian, để rõ thật nghĩa, người này không cần phải suy nghĩ. Này thì nam, như thánh nhân nhờ vào cái thấy biết của các bậc thánh để hiểu rõ ràng, không thể nói cá thể, nhưng muốn khiến người khác thấy thật tướng của pháp nên nói giáo cú, tức là sở tác phi sở tác. Khi ấy Bồ Tát năng giải thậm thâm nghĩa tiết nói kệ: Phật thuyết pháp dứt lời, không hai phi phàm cảnh, phàm phu ở trong mê chấp hai chuyên thí luận, không quyết tà hay chánh, thường luân chuyển các cõi, người trí lìa thấy nghe, lựa chọn nghĩa chân thật. Phẩm hai vượt hơn cảnh giới giác quán. Lúc đó Bồ Tát Đạt Vô Kiệt Bạch và Thế Tôn từ thế giới xa hai này hướng về đông rất xa tận thế giới phương đông, qua 77 hằng hà sa số thế giới, có thế giới tên là Thiện Danh Văn. Chỗ ở của Đức Phật hiệu là Quán Đại Thiện Văn Tu Già Đà. Một thời con đi đến chỗ Đức Phật đó và được trong đó, con thấy một tại nơi có 77.000 các chúng ngoại đạo cùng với thầy tụ tập ngồi ở đó để cùng suy nghĩ về thập hướng của các pháp. Khi chúng ngoại đạo suy nghĩ đề cao chọn lựa an lập thập tướng của các pháp, Đức Phật sở học của họ đã tìm cầu thập tướng nhưng không thể tìm được, lại khởi lên đủ các loại dính mắc giống chống trái nhau, đấu tranh nhau, cho đến dùng cả lời nói để hại lẫn nhau, nói toàn những lời giống như dao gậy để hủy hoại, làm tổn thương lẫn nhau, nên cuối cùng phân tán. Con thấy sự việc này rồi liền suy nghĩ, chư Phật Thế Tôn đã xuất hiện ở thế gian thì thật là điều hiếm có, thật là hiếm có. Do Phật ra đời mới thông đạt và hiểu rõ pháp tướng sâu xa hơn cảnh giới giác quán, về sẽ được hiện ra rõ ràng. Bồ Tát nói xong, Đức Phật liền bảo: Đúng vậy này Pháp Thượng, thật tướng là như thế, nó vượt hơn cảnh giới giác quan. Ta hiểu rõ và giải nói cho người khác, an lập chánh giáo mà bày rõ ràng, làm cho nghĩa được dễ hiểu. Vì sao? Vì ta nói chân thật, chỉ có thánh nhân tự mình chứng thấy được. Nếu là cảnh giới giác quán của phàm phu, thì ta và người có thể chứng. Này Pháp Thượng, có nghĩa như vậy nên biết thật tướng luôn vượt hơn tất cả cảnh giới giác quán. Là nữa này Pháp Thượng, ta nói chân thật tức chẳng phải chỗ hành tướng, vì tất cả giác quán đều duyên với chỗ hành tướng. Vì lý do đó nên biết thật tướng vượt hơn cảnh giới giác quán.
Lại nữa này Pháp Thượng, ta nói chân thật, tức không thể nói năng, vì tất cả giác quán chỉ do nói năng, nên biết thực tướng vượt hơn cảnh giác quán. Lại nữa này Pháp Thượng, ta nói chân thật, tức dứt hẳn bốn việc, thấy nghe hay biết, vì tất cả giác quán duyên với bốn việc khởi lên. Lại nữa này Pháp Thượng, ta nói tướng chân thật, lìa mọi đấu tranh, tất cả cảnh giới giác quán là cảnh giới đấu tranh. Vì lý do đó, nên biết thập tướng vượt hơn cảnh giới giác quán. Này Pháp Thượng, ví như có người suốt một đời luôn ăn uống cực khổ thì làm sao có thể giác quán, so lường, nhớ nghĩ đến những vị ngon ngọt, không bao giờ có chuyện đó. Lại nữa, ví như có người luôn ham muốn những cái dục trần, tức sẽ bị dục trần thiêu đốt nóng bức, thì làm sao có thể giác quán, so lường, nhớ nghĩ là không duyên với trần tướng nữa, mà nương vào cái vui đang liệt bỏ ở trong lòng, không bao giờ có chuyện như vậy. Lại nữa, với như có người chỉ ưa thích đấu tranh, đàm luận những việc không chính đáng, lý lẽ giỡn chơi không thật, hoặc là có thể giác quán so sánh, nhớ nghĩ đến cái lặng lẽ tự nhiên, có định mạch trong thiền của bậc thánh, thì không bao giờ có chuyện đó. Lại nữa, với như có người luôn ưa thích thực hành, thấy nghe hay biết, hoặc là có thể giác quán so lường, nhớ nghĩ chắc hẳn bốn việc, trừ diệt xa lìa thân kiến, trước bếp biết bàn thì không bao giờ có chuyện đó. Lại nữa này Pháp Thượng, ví như có người tự mình lo dự trữ của cải để làm việc trên phàm, mà lại có thể giác quán sơ lường, nhớ nghĩ đến Bắc Cô Lô Châu, nơi không có ngã sở, không có sự tích trữ, không xảy ra đấu tranh, luôn hiện ra pháp vui, không bao giờ có chuyện như vậy. Này Pháp Thượng, như vậy người đang ở trong giác quán lại hay lo nghĩ tính toán so sánh, nhớ nghĩ đến cảnh giới chẳng phải giác quán thì không bao giờ có. Đức Phật nói xong liền nói bài kệ tự chứng pháp vô tướng, lìa ngôn dứt bốn diệt, không tranh luận pháp tướng vượt hơn cảnh giác quán. Phẩm ba, quán nhất dị, ghế Bồ Tát tịnh tuệ bạch: Bà Thế Tôn, lời nói này là chân chánh sâu xa hiếm có. Khi Đức Thế Tôn nói lý chân thật này rất tinh tế phía diệu và sâu dày, có thể thông đạt, nó vượt lên tướng một và khác. Bà Thế Tôn, một thời con thấy ở một nơi có chúng đại Bồ Tát tu hành Bồ Đề ở địa vị nguyện lạc. Đối với nơi này, họ tụ tập và ngồi lại với nhau vì muốn lo nghĩ tính toán về thật tướng của các pháp cùng với các pháp hành là một hay là khác. Khi ấy trong chúng có các Bồ Tát nói lời như vậy: tướng chân thật này không khác các hành. Đã có Bồ Tát nói tướng chân thật cùng với các hành chẳng phải một. Đã có Bồ Tát khởi tâm nghi hoặc, không tin là một hay là khác, và nói lời như vậy: trong một và khác đó, người nào nói đúng, người nào nói sai, sao lại là chánh hạnh, sao lại là tà hạnh, vì sao phải cho là một, vì sao phải cho là khác. Bà Thế Tôn, con thấy việc ấy nên suy nghĩ. Các thiện nam là những anh nhi ngu si, họ không hiểu, không rõ, chẳng hành như lý. Vì sao? Vì thiện nam này chưa có thể thông đạt pháp chân thật vi diệu sâu xa tinh tế, cùng với các hành vượt qua tướng một và khác. Bồ Tát nói xong, Đức Phật liền bảo: đúng vậy, này tịnh tuệ, đúng thật là các thiện nam anh nhi ngu si, không hiểu, không rõ, chẳng thực hành như lý, Như Lai thông đạt pháp vi diệu sâu xa tinh tế chân thật, vượt lên tướng một, tướng khác của các hành. Vì sao này tịnh tuệ, nếu cứ ôm giữ như vậy mà nương vào các pháp hành để tu quán chân thật, rồi có thể thấu đạt, có thể chứng đắc được lý của chân như sao? Không bao giờ có như vậy. Vì sao này tịnh tuệ, nếu chân như cùng với hành tướng là chẳng khác nhau, thì tất cả phàm phu lẽ ra cũng thấy chân như sao? Lại nữa, tất cả chúng sinh chính tại địa vị phàm phu lẽ ra cũng được vô thượng như an niết bàn. Đại đệ, tất cả chúng sinh ở trong địa vị phàm phu cũng có khả năng có thể đạt được vô thượng bồ đề. Nếu tướng của chân như khác với hình tướng, tất cả thánh nhân đã thấy chân như thì không thể hàng phục được, diệt trừ được hành tướng. Do không hàng phục diệt trừ các hành tướng, nên tuy thấy chân như, nhưng không thể giải thoát các tướng ràng buộc. Nếu đối với các tướng không đạt được giải thoát, cũng không giải thoát cái vô trọng ràng buộc. Nếu không giải thoát hai thứ ràng buộc, thì không thể được vô thượng như an vô chư niết bàn, cũng không được vô thượng bồ đề.
Này tịnh tuệ cho các phàm phu không thấy chân như, ở địa vị phàm phu không được vô thượng như a niết bàn, cũng không có khả năng được vô thượng bồ đề. Vì lý do đó nên lý của chân như cùng với các hành là một, nghĩa này không đúng. Nếu có người nói chân như cùng với hành tướng không khác, do nghĩa này nên biết người ấy không thực hành như lý. Lời nữa này tịnh tuệ tất cả thánh nhân cho thấy chân như rồi có thể hàng phục diệt trừ các tướng hành, chẳng phải là không thể được. Đó có thể giải thoát tất cả tướng kết và các kế hoạch thô trọng, chẳng phải là không giải thoát. Do hai giải thoát nên được vô thượng với Niết Bàn, cho đến được vô thượng Bồ Đề. Thế nên chân như cùng với hành tướng là khác, nghĩa này không đúng. Nếu có người nói chân như khác hành tướng, vì lý do đó nên biết người này không thực hành như lý. Lại nữa này tịnh tuệ, nó như chân cùng với hành tướng không khác, giống như hành tướng rơi vào tướng hoặc tướng chân cũng rơi vào tướng hoặc vậy. Lại nữa này tịnh tuệ, nếu tướng chân như khác với hành tướng thì tướng chân như chẳng phải thông với các hành. Này tịnh tuệ, vì chân như này không rơi vào tướng nghi hoặc là thông với tướng của tất cả các hành. Do nghĩa này nên chân như cùng với hành cũng một cũng khác, nghĩa này không đúng. Đã có người nói chân như cùng với hành cũng một cũng khác, vì lý do đó nên biết người này không thực hành như lý. Lại nữa này tịnh tuệ, nếu chân như cùng với hành tướng không khác, ta tướng của chân như ở trong các hành thông suốt không sai khác, hành tướng cũng vậy thông suốt không sai khác. Thế nên người tu quán hạnh ở trong các hành không nên vượt qua thấy nghe hay biết mà tu quán thắng chân. Lại nữa, tướng của chân như khác với hành tướng, vì lý do đó nên tất cả các hành chỉ là vô ngã và vô tánh, chẳng phải chân thật. Lại nữa, đồng thời phẩm sạch và không sạch và mỗi tướng sai khác. Này tịnh tuệ, cho các hành tướng chỉ khác không thông, do người quán hạnh ở trong các hành vượt qua thấy nghe hay biết mà tu quán thù thắng chân thật. Do các hành vô ngã, vô ngã tỏ rõ là chân, cho đến phẩm sạch và không sạch cũng chẳng đồng thời mà mỗi tướng sai khác. Vì lý do đó nên cho như cùng với hành cũng một cũng khác, nghĩa này không đúng. Nếu có người nói chân như cùng với hành cũng một cũng khác, nên biết người ấy không thực hành như lý. Này tịnh tuệ, với như con ốc bóng màu trắng không thể ăn lập cùng với một con ốc khác màu đỏ, cùng với màu vàng không một không khác, cũng lại như vậy. Ví như âm thanh của tỳ noa rất hay, không thể ăn lập cùng với tỳ noa một cùng tỳ noa khác. Lại như hương khí của trầm hương rất đáng yêu, thì không thể ăn lập cùng với một trầm hương khác. Cũng như mùi vị của ma lê giá cay đắng, không thể ăn lập cùng với ma lê giá là một là khác. Ma lê lạc giác cũng lại như vậy. Lại như xúc chạm bông tơ mềm mại, không thể ăn lập cùng với một bông tơ khác. Sữa cùng với đời hồ không một không khác, cũng lại như vậy. Lại như tất cả các cõi đều là khổ, tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, nhiều nỗi khổ không thể ăn lập cùng với một pháp khác. Cũng như tham dục sân hận ngu si, ngã mạn, tướng không vắng lặng, không thể ăn lập cùng với một cái gì khác. Này tịnh tuệ, như vậy chân như cùng với tất cả hành không thể ăn lập là một là khác. Này tịnh tuệ, như vậy chân như phi diệu tinh tế sâu xa khó có thể thông đạt. Ta hiểu rõ rồi giải nói, an lập chánh giáo, mở bày cho rõ ràng cái nghĩa để cho người khác dễ hiểu. Đức Phật nói kinh này xong, đi nói bài kệ: chân thật cùng hành pháp, tướng không một không khác, nếu chấp một và khác, nói hành không như lý. Phẩm 4 nhất vị. Bây giờ Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, như chỗ ông thấy biết thì có bao nhiêu chúng sinh, ở trong cõi chúng sinh có tăng thượng mạng, do tâm tăng thượng mạng này tự cho là mình có được. Lại nữa, như chỗ ông thấy biết có bao nhiêu chúng sinh ở trong cõi chúng sinh không tăng thượng mạng, do tâm không tăng thượng mạng tự cho là mình có được. Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, như chỗ thấy biết của con có một số ít chúng sinh ở trong chỗ chúng sinh không tăng thượng mạng, do tâm không tăng thượng mạng tự cho là mình có được. Bạch Thế Tôn, như chỗ thấy biết của con có vô lượng vô số không thể kể hết các chúng sinh ở trong cõi chúng sinh
có tăng thượng mạng. Do tâm tăng thượng mạng này tự cho là mình có được. Bạch Thế Tôn một thời còn ở trong A Luyện Nhã, xa lìa mọi ồn ào, ở trong rừng vắng lặng, có nhiều chúng đại tỳ kheo tụ tập ở chỗ A Luyện Nhã, cách chỗ con không xa. Phần sau trong một ngày, có lúc con lại thấy đại chúng này cùng nhau tụ tập tùy chỗ chứng được. Các ngài nói đủ các loại pháp tướng, nói rồi thì tu hành theo những gì mình có được. Có tỳ kheo cho chứng thấy ấm, đi nhất nghĩ đến cái có được đó. Họ có tỳ kheo chứng thấy tướng ấm, họ có tỳ kheo chứng thấy ấm sinh, họ có tỳ kheo chứng ấm biến đổi khác lạ, họ có tỳ kheo chứng thấy ấm nhiệt, họ có tỳ kheo chứng được con đường ấm nhiệt, như ở trong ấm có sáu tướng chứng. Họ có tỳ kheo chứng thấy các nhập để cho là mình có được, cho đến các diệt, cho đến diệt các nhập và con đường diệt các nhập. Họ có tỳ kheo chứng thấy duyên sinh tự cho là mình có được, cho đến diệt các duyên sinh và con đường diệt duyên sinh. Họ có tỳ kheo chứng thấy các thực, họ có tỳ kheo chứng thấy bốn đế, họ có tỳ kheo chứng thấy các cõi và tất cả các cõi sai khác, cho đến diệt các cõi và con đường diệt các cõi. Họ có tỳ kheo chứng thấy niệm xứ, niệm xứ tướng niệm xứ, đối trị niệm xứ, đối trị đạo niệm xứ, tu tập chưa sinh niệm xứ, chứng thấy niệm sinh rồi sinh niệm xứ, cho thấy niệm trụ và tăng trưởng tròn đầy không quên mất, tôi cho là mình có được. Như là chứng được niệm xứ chánh cần như ý tốt, can lực giác phần thánh đạo, thánh đạo tướng thánh đạo, đối trị thánh đạo, đối trị đạo thánh đạo, tu tập chưa sinh thánh đạo, chứng sinh thánh đạo rồi sinh thánh đạo, chứng thánh đạo trụ và tăng trưởng tròn đầy không quên mất, tôi cho là mình có được. Bạch Thế Tôn, con thấy việc này rồi, con liền suy nghĩ như vậy, các trưởng lão này đã theo chỗ chứng thấy tất cả pháp tướng rồi tự cho là mình có được. Các trưởng lão này có tăng thượng mạng do tâm thượng mạng này mà tự cho là mình có được. Việc này đúng là như vậy. Vì sao? Vì như đã nói, pháp là tự chứng thấy, nên biết người ấy chưa có thể phân biệt rõ nhất vị chân như biến nhất thiết xứ. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, nhất vị chân thật biến nhất thiết xứ, nó vi diệu sâu xa tinh tế, khó khó thể thông đạt, lời này thật hiếm có, là lời nói vô đối. Bạch Thế Tôn, nếu trong chánh giáo của Đức Thế Tôn có các tỳ kheo siêng năng tu quán hạnh, nhất vị chân thật biến nhất thiết xứ còn khó thông đạt, huống nữa là các ngoại đạo ở ngoài chánh giáo, làm sao có thể chứng biến nhất vị chân thật? Đức Phật khen, đúng vậy, này Tôn Bồ Đề. Như vậy, vi tế càng vi tế, sâu xa càng sâu xa, khó thấy càng khó thấy. Đối với nhất vị chân thật biến nhất thiết xứ, ta hiểu rõ rồi, những người khác giả nói, An Lập chánh giáo và bài chỉ rõ cho cái nghĩa, khiến người khác dễ hiểu. Vì sao? Này Tôn Bồ Đề, ở trong năm ấm là cảnh giới trong sạch thì ta nói là chân thật. Này Tôn Bồ Đề, trong cảnh giới thanh tịnh, đối với 12 nhập, 12 duyên sinh, 4 thực, đoàn, xuất, ý chí, thức, bốn đế các cõi niệm xứ chánh cần như ý túc, căn lực giác phần nó thánh đạo, người ta nói là chân thật. Cảnh giới thanh tịnh này, tất cả ẩm xứ bình đẳng bục vị, tướng không sai khác, như ở trong ấm cho đến thánh đạo phần, trong cảnh giới thanh tịnh bình đẳng một vị đều không sai khác. Này Tôn Bồ Đề, vì lý do đó nên biết nhất vị chân như biến nhất thiết xứ. Lại nữa, này Tôn Bồ Đề, nếu tỳ kheo tu hành đã thông đạt một ấm chân như nhân pháp vô ngã, không còn đau nhọc xem xét mỗi một ấm khác, mà có được chân như đối với 12 nhập, 12 duyên sinh, 4 thực, 4 đế các cõi niệm xứ chánh cần như ý tốt, căn lực giác phần và thánh đạo phần. Còn nếu đã thông đạt một phần chân như nhân pháp vô ngã, không còn đau nhọc xem xét thánh đạo phần khác, mà có được chân như xa lìa vô phân biệt hậu trí, quán không còn phân biệt, thì có thể thuận theo chánh theo quán chân như. Ngoài ra, pháp nhất vị chân thật biến nhất thiết xứ chỉ dùng vô phân biệt hậu trí, tùy thuận tiền vô phân biệt trí quán tất cả pháp nhất vị chân thật từ nhớ nghĩ cho đến đạt được. Này Tu Mồ Đề, vì lý do đó ông phải nên biết lý của chân thật biến nhất thiết xứ chỉ có tướng nhất vị
Lại nữa này, tu bồ đề giống như các ấm hỗ trợ nhau mà có tướng sai khác. Như vậy 12 nhập, 12 chuyên sinh, 4 thực, 4 đế, một các cõi, niệm xứ chánh cần, ý túc, căn lực giác phần, tánh đạo phần cũng hỗ trợ nhau để có tướng sai khác. Nếu các pháp chân như, nhân, pháp vô ngã hỗ trợ đã có tướng sai khác, thì các pháp như như, nhân, pháp vô ngã không thành chân thật. Phải do nhân duyên sinh, nếu do nhân duyên sinh thì thành hữu vi, nếu là hữu vi thì chẳng phải là chân thật, nếu chẳng phải là chân thật thì ở đây sẽ phải cầu chân thật khác. Này tu bồ đề, do chân thật này không từ nhân duyên sinh, chẳng phải là hữu vi, chẳng phải không chân thật, ở trong đó không lao nhọc tìm cầu chân thật khác. Vì sao? Vì pháp này luôn như vậy. Nếu Phật xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời thì pháp tánh, pháp giới, pháp trụ đều là thường trụ. Này tu bồ đề, vì lý do đó phải nên biết nhất vị chân thật bình đẳng nhất thiết xứ. Này tu bồ đề, ví như các sắc mỗi mỗi đều sai khác, xen lẫn không đồng. Đối với các sắc trong hư không, nó vô tướng, không có sai khác, không có thay đổi đối với nhất thiết xứ cùng tướng nhất vị. Như vậy các pháp mỗi mỗi đều sai khác, ông phải nên biết đối với nhất vị chân như trong các pháp đều không sai khác, cũng là như vậy. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, ly nói bài kệ thông pháp tướng nhất vị, chư Phật nói bình đẳng. Nếu ở trong chấp khác là người tăng thượng mạng, ngược con đường sinh tử vi tế rất khó thấy, nhiễm dục si che lấp, người phàm không thể thấy. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm khối phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, nay con nghe pháp giải tiết sâu dày từ Đức Phật như vậy, đó là việc chưa từng có, con cúi đầu lãnh thọ tu hành. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì, phụng hành như thế nào? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Kinh này tên là Liễu Nghĩa Chánh Thuyết, cũng tên là Chân Thật Cảnh Trí Chánh Thuyết, cũng tên là Thập Địa Ba La Mật Y Chỉ Chánh Thuyết. Các ông phải nên như vậy mà thọ trì. Phật nói kinh này xong, có tám vạn Bồ Tát đạt được Đại Thừa Oai Đức Tam Muội, vô lượng vô biên các chúng Bồ Tát đối với pháp vô thượng, được vô sinh pháp nhẫn, vô số chúng sinh còn trôi nổi, tâm được giải thoát, vô số chúng sinh đối với pháp Đại Thừa sinh tâm tinh vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ cho Nam mô Anh Đặng Hiếu Cứu Hộ Ba Đường. Nếu có ai thấy nghe được các tâm Bồ Đề, một báo thân này sinh được cõi cực lạc, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đời sư A Di Đà Phật.